Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thêm danh sách phát vào ứng dụng TVMate nhé. Đầu tiên vào TVMate, sau đó ấn vào thêm danh sách phát và dùng điều khiển nhập URL và nhập danh sách, nhập tên của cái danh sách là http. Hai chấm gạch chéo gg chấm gg. Đây sẽ là http 2 chấm gạch chéo gg chấm gg gạch chéo pháp tx5. Lưu ý pháp tx viết hoa nhé, viết hoa in như này. Sau đó chuyển đến, rồi ấn kế tiếp. Đây trong trường hợp này tùy thời điểm mà nhập được hay không, nếu không nhập được nó sẽ báo error, thì các bạn sẽ để một lúc khác có thể nhập được vào một thời gian khác. Thường là nhập vào buổi sáng sẽ gần như chắc chắn được, nhập vào các thời gian khác, bên mình là nhập qua buổi trưa mới rồi nó sẽ báo error. Thì error thì các bạn sẽ báo, sẽ để ngày mai nhập lại, cố gắng nhập vào thời điểm khác nó sẽ được. Và khi nó được thì chỗ hay error nó sẽ báo là processing, tức là đang cài đặt. Sau khi nó nhập thấy thành công thì các chúng ta sẽ ấn ok và tiếp tục là sẽ được nhé. Báo error là lỗi không được đâu, còn thời điểm nào mà nhập được thì nó sẽ báo processing là chắc chắn được luôn.